Quý vị các bạn đang xem cái hình ảnh đồng chí Thao Chư Gáy đã ghép thành công clip số 33. Đây là con chim trống ở bên cầu dưới và chuẩn bị nhảy lên cầu trên. Em trống này là giống chim bắc chuẩn, sáng, mã sáng, bộ sáng, cườm dày. Đó. Quý vị các bạn thấy là nó được đánh dấu bằng đeo hai cái vòng khuy nhựa. Dây thắt ở bên chân bên phải, nếu như chúng ta nhìn từ đằng đuôi nhìn lên. Và đây là một đôi thực tế là nó được ghép chéo, bởi vì con đực này trước kia là mình ghép với một con mái khác thì nó cũng chỉ ra có một con, một lứa được một con thôi. Thì bây giờ là mình sẽ ghép sang một con mái khác. Con mái khác này thì cũng đẻ rồi và được đánh dấu một vòng chân ở bên chân trái. Thì quý vị các bạn có thể thấy là đây là clip số 33. Đồng chí Thao sẽ mình khẳng định rằng chỉ trong ngày mai là con chim trống này nó sẽ mã con chim mái, mà con chim mái này là con chim mái đẻ rồi, đâm ra nó rất thích chịu trống luôn. Đó, clip số 33, anh em nào thích mình sẽ chuyển nhượng cho đôi này. Và con đực thì âm của nó là như vậy. Đấy. Kênh của mình thì có đầy đủ thông tin, các bạn có thể theo dõi. Đây là clip số 33. Mình đăng lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 8 2019 dương lịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.